Giá heo hơi bán ra tại Trung Quốc hôm nay đạt mức phổ biến từ 47 đến 49 nghìn đồng một kg. Còn tại Campuchia và Thái Lan thì hôm nay giá heo hơi bán ra đạt trung bình từ 45 đến 47 nghìn đồng một kg. Tại nước ta, hôm nay công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam khu vực phía Bắc tăng giá heo hơi lên mức kỷ lục đạt tới hơn 62 nghìn đồng một kg. Trên bình diện chung cả nước thì hôm nay cũng ghi nhận giá heo tiếp tục tăng lên, đặc biệt là ở phía Nam, giá heo tăng phổ biến từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg. Qua đó đưa mặt bằng giá bán heo hôm nay trong cả nước đạt mức phổ biến từ 55 đến 58.000 đồng một kg. Việc giá heo hơi trong nước tăng cao là do việc buôn bán heo sống từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu lắng xuống. Nguyên nhân vì mấy ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh rất mạnh mẽ về vấn đề ồ ạt nhập khẩu heo sống từ Campuchia về Việt Nam mang theo vô vàn hệ lụy. Dự báo nếu từ nay đến Tết Nguyên Đán, các cơ quan chức năng quyết liệt chặn đứng triệt để được các nguồn heo sống nhập lậu thì giá heo hơi trong nước sẽ còn tăng cao và sẽ vượt mốc 60.000 đồng một kg. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, hiện nay là đối với Tết khoảng nửa tháng nữa, thì con lợn khá ổn định và ở mức người chăn nuôi có lãi. Tôi theo như tôi ý nghĩ, như dự kiến chúng tôi chăn nuôi này, tôi nghĩ rất là còn lên nữa và lên rất nhiều. Bà chủ trại chăn nuôi này đang tắm cho đàn heo với tâm trạng vô cùng vui sướng. Theo chia sẻ thì nhà bà đang có hơn 200 con heo thịt chuẩn bị xuất bán vào dịp Tết này. Tất cả đàn heo đều đã nặng trên 100 kg mỗi con. Mấy hôm nay thương lái liên tục đến hỏi mua. Họ đề nghị đặt tiền cọc trước 50%. Tuy nhiên nhà bà vẫn chưa muốn bán. Hiện nay cái đàn lợn của tôi thì nó cũng có người một hai lái thương lái đến thăm rồi, nhưng mà tôi cảm thấy cái giá đấy nó chưa được nên là tôi chưa xuất. Cụ thể cái này giá như thế nào? Cụ thể là giá hiện bây giờ là giá được 5-6 nghìn một cân, nhưng mà tôi cũng chưa xuất. Trước việc một số hộ chăn nuôi đang có ý định găm giữ heo lại chuồng để chờ giá tăng cao, Hội Chăn Nuôi Việt Nam khuyến cáo bà con tuyệt đối không nên giữ heo lại chuồng để chờ giá tăng cao. Làm như vậy hết sức rủi ro về dịch bệnh và làm mất cân đối cung cầu. Theo Hội Chăn Nuôi Việt Nam, giá bán heo hơi hiện nay phổ biến từ 55 đến 58 nghìn đồng một kg là rất phù hợp cho cả người mua và người bán. Thì tôi nói là giá này là quá tốt rồi, chúng ta đừng mong cho giá hơn nữa. Chúng tôi chỉ mong là lợn của chúng ta ấy, là bà con nên xuất chuồng đúng tuổi và đúng khối lượng. Đúng tuổi là hơn 5 tháng là chúng ta xuất, đúng khối lượng là cứ tạ đến tạ mốt, trong khoảng tạ, tạ mốt, tạ bán. Chứ chúng ta cũng đừng để tạ 2, tạ 3 nó quá to. Nên tôi nói với là lợn đến tuổi xuất chuồng là bà con cứ xuất đi để cho đảm bảo cho thị trường. Rồi chúng ta lại lấy cái tiền vốn đó, chúng ta thâm canh cái đàn lợn con của chúng ta để chúng ta có khối lượng nhanh lên để chúng ta xuất vào những lứa sau. Người tiêu dùng ấy thì ai cũng muốn là mình được mua cái sản phẩm ở cái rẻ nhất. Đấy. Thế nhưng mà cái mong muốn là trên thị trường thì làm sao là người chăn nuôi và người tiêu dùng đều có cái được lợi. Như vậy là có một cái giá chung nhất, thì tôi kỳ vọng năm nay là cái mức giá mà người bán và người mua thì ở cái tầm chung nhất, hai bên đều có cái lợi. Đấy, người chăn nuôi có lợi và người tiêu dùng có lợi, chứ không như cái dịp Tết năm ngoái thì người chăn nuôi là không có lãi. Theo bà con chia sẻ thì giá bán heo mới bắt đầu tăng lên từ 3 ngày hôm nay. Việc giá bán heo dục tăng lên vào những ngày giáp Tết đang khiến cho những gia đình may mắn giữ được đàn lợn to vui mừng chưa từng có. Vui rồi chứ, thế này là vui, ăn Tết là vui mừng quá rồi. Như nhà tôi như này, chăn nuôi này là người ta đặt hết rồi. Giờ người ta đặt, còn nếu mà từ nay đến ngoài cứ 25 trở lên, không khéo lại giá lại lên cao thêm nữa. Chỉ là như này tôi nghĩ là còn tăng, mà tăng nữa hơn nữa. Cho nên là dân chúng tôi rất phấn khởi và chúng tôi rất mong là được cái giá duy trì giữ này càng nhiều càng tốt.